nhờ Mạnh Dũng thả bóng ra đây, dứt điểm. Tỷ số là 1-0 cho thành công Việt Tân. Pha chơi bóng có thể nói là tuyệt đẹp, giống như trong một buổi tập của cầu thủ áo đỏ, và họ xứng đáng có được bàn mở điểm. Mùa giải năm ngoái thì câu lạc bộ Hà Nội là á quân và cũng đã đua vô địch đến những vòng đấu cuối cùng. Còn với câu lạc bộ Thành Công Viettel, họ là đội bóng đứng thứ 3. Đường lên bóng dành cho đội bóng áo lính khá nguy hiểm, chưa thể là cú đá tới từ cầu thủ áo đỏ. Người tạt bóng từ bên phía cánh phải là Trương Tiến Anh, còn cầu thủ đã chạm bóng bên phía cánh trái là Nhâm Mạnh Dũng. Góc dứt điểm của Nhâm Mạnh Dũng là hẹp và có thể hiểu được lý do tại sao Nhâm Mạnh Dũng chỉ có thể có được một đường chuyền ngang. Pha phối hợp giữa Hùng Dũng và Đình Hai hơi khó cho Văn Quyết. Ngay lập tức phải là một quyết định phạm lỗi chiến thuật tới từ Đậu Văn Toàn. Nếu không thì những quả không gian dành cho Thành Công Viettel sẽ được mở ra. Ngày hôm nay với việc vắng đi Pedro Henrique, Thành Công Viettel cũng mất đi một cầu thủ giàu tốc độ. Đó luôn là tiền đề để cho đội bóng này có thể thực hiện được những tình huống phản công một cách suôn sẻ. Thi đấu ở vị trí trung vệ bên cạnh đội trưởng Tiến Dũng và Thanh Bình. Một cơ hội! Lại một lần nữa chúng ta thấy những thời cơ bị bỏ lỡ. Gia Pedro đang chưa cho thấy được cái duyên của mình trong màu áo đỏ. Cú thả bóng khá hay của Nhâm Mạnh Dũng, nó loại bỏ được Duy Mạnh. Thành Công Viettel có vẻ ưa sử dụng những pha bóng tốc độ ở biên phải của Trương Tiến Anh và kết hợp đâu đó. Một cơ hội! Bóng vừa rồi con dọc. Hình như cú đánh đầu vừa rồi là của Gia Hà. Quan Văn Chuẩn và các đồng đội đã gặp may trong tình huống phòng ngự vừa rồi. So về số lượng cơ hội thì Thành Công Viettel không ít hơn câu lạc bộ Hà Nội đã tạo ra ở khoảng 14 phút đã qua. Thành Trung lúc này vẫn đang chơi ở chính giữa hàng phòng ngự của ba trung vệ của đội chủ nhà Hà Nội. Tuấn Hải, Hao Pedro, lên biên ở góc phải, Trương Tiến Anh, Nhâm Mạnh Dũng thả bóng ra đây, dứt điểm. Tỷ số là 1-0 cho Thành Công Viettel. Pha chơi bóng có thể nói là tuyệt đẹp, giống như trong một buổi tập của cầu thủ áo đỏ, và họ xứng đáng có được bàn mở điểm. Ngày hôm nay là một Thành Công Viettel rất khác, họ đã tận dụng được những thời cơ của mình và vươn lên dẫn trước trong trận derby thủ đô khi mà trận đấu còn chưa trôi qua được một nửa ở hiệp đấu đầu tiên. Pha phối hợp sắc nét được kết thúc bởi Hoàng Đức. Một pha bóng có dấu giày của các tuyển thủ quốc gia, đó là Trương Tiến Anh, là Nhâm Mạnh Dũng và tất nhiên là Hoàng Đức. Bóng đi đúng tầm chân thuận của Hoàng Đức và cú sửa bóng về phía góc xa của Nguyễn Hoàng Đức rõ ràng là một thách thức quá lớn đối với Quan Văn Chuẩn. Lần thứ hai trong trận đấu này, Nhâm Mạnh Dũng thực hiện vai trò của người truyền bóng kiến tạo và đó đều là một đường truyền tốt. Trước đó là pha kiến tạo dành cho Hao Pedro, nhưng cầu thủ ngoại của Thành Công Viettel đã không tận dụng được. Còn lần này thì Hoàng Đức đã tạo ra sự khác biệt. Bài tấn công này rõ ràng là không mới. Thành Công Viettel đã liên tục đánh vào hành lang biên phải theo hướng tấn công của họ và đã khai thác vào vị trí của Đình Hai cũng như của Timo. Trương Tiến Anh đã có rất nhiều những tình huống lên biên và trong một khoảnh khắc cụ thể thì đội bóng lính đã được ăn mừng. Vẫn là phát triển bên phía cánh phải, nhưng theo tôi thì đã có sự khác biệt khi mà Nhâm Mạnh Dũng đã co vào trong chứ không bám biên trái như trước. Sự dịch chuyển này có tính logic và nó rõ ràng là một tiền đề để cho Hoàng Đức với vai trò của người đá phía sau lưng tiền đạo mũi nhọn băng lên tận dụng được khoảng trống, trong khi các hậu vệ khác của Hà Nội có phần bị hút theo hướng di chuyển của Hao Pedro. Việc Thành Công Viettel, một đội bóng đang gặp khó khăn trong giai đoạn này, có được bàn thắng mở tỷ số và đặc biệt là bàn thắng lại được ghi vào lưới của kình địch
câu lạc bộ Hà Nội sẽ khiến cho phần tiếp theo của trận đấu hứa hẹn rất nhiều điều thú vị. Pha thoát đi quen thuộc đến từ Hoàng Đức. Người đã can thiệp là Đỗ Hùng Dũng. Đúng là nếu như so sánh các trận đối đầu thì Hà Nội vẫn là đội có kết quả nhìn hơn. Nhưng ở một mùa giải, vài mùa giải gần đây, nhất là mùa bóng trước, mùa bóng 2023, trong đó có trận đấu tại Cúp Quốc gia, thì chúng ta đã thấy rằng Thể Công Viettel đã có nhiều sự tiến bộ khi đối đầu với đối thủ cùng thành phố. Phút thứ 40 của trận đấu và Thể Công Viettel đội khách đang dẫn trước với tỷ số 1-0. Quả dứt điểm! Lỗi việt vị của Hoàng Đức. Nhưng đó lại là một thời cơ nữa mà chúng ta thấy được sự nguy hiểm trong cách vận hành tấn công của Thể Công Viettel. Những pha bóng cố định họ đang xử lý rất tốt. Trước đó thì Thể Công Viettel cũng đã đưa bóng dội cột dọc khung thành của câu lạc bộ Hà Nội, cũng từ một tình huống đá phạt góc, một tình huống cố định. Thể Công Viettel dứt điểm không nhiều bằng đối thủ, kiểm soát bóng không nhiều bằng đối thủ, nhưng sự đe dọa mà họ mang tới ở mức ấn tượng hơn. Duy Mạnh. Được chuyển hướng tới Danny Junior. Có cảm giác rằng Danny Junior không việt vị. Tiếng còi không vang lên. Thanh Bình cũng đã cho thấy khả năng đọc tình huống và can thiệp rất nhanh của mình. Hùng Dũng. Đánh đâu? Bóng đã được phá ra. Người vừa giải nguy là Hữu Thắng. Sự tập trung cần phải được duy trì đến những phút cuối cùng này tới từ hệ thống phòng ngự của Thể Công Viettel. Trong một vài những khoảnh khắc thì họ cũng chỉ để cho đối thủ có được những cơ hội từ những quả không chiến. Văn Trường. Ba người hay. Tự làm khó mình rồi. Văn Trường đã đưa bóng sang chân không thuận và điều đó đã khiến cho quyết định căng ngang vào sau đó của cầu thủ này không được thực hiện một cách trọn vẹn. Thủ thành Quan Văn Chuẩn cũng đã dâng lên để trở thành cầu thủ tấn công tiếp theo của câu lạc bộ Hà Nội. Đánh đâu? Bóng hay. Quan Văn Chuẩn. Tá Huệ. Rất hỗn loạn. Tim Hồ vẫn đang là cao thủ Hà Nội. Toàn bộ những cầu thủ có thể gần như đều đang có mặt trong vòng cấm của Thể Công Viettel. Đường chuyền. Và đội bóng Hoàng Lính đã phòng ngự thành công. Sự đe dọa đã tới một cách tương đối cụ thể trong những phút cuối. Hữu Thắng. Nhiệm vụ tối ưu lúc này là đưa bóng càng xa khung thành càng tốt, và thậm chí đó còn là một bàn thắng dành cho Thể Công Viettel. Cái kết thực sự tuyệt vời dành cho Trương Tiến Anh cùng với cao thủ Hà Nội, khi mà tâm trí cao thủ Hà Nội không còn đặt ở mặt trận phòng ngự nữa. Một trận thua tâm phục khẩu phục tới từ huấn luyện viên Daiki Wamasa cùng với các học trò. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 90+7 tới từ Trương Tiến Anh. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.